Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Cô sẽ nhắc lại hình thức và thời gian kiểm tra Hình thức là trắc nghiệm 40 câu, thời gian 45 phút Tuần kiểm tra là tuần sau, tuần thứ 11 Và nội dung sẽ bao gồm tất cả các bài em đã học Gồm có bài 1, chương trình bản tính là gì Bài 2, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính Bài 3, thực hiện tính toán trên trang tính Bài 4, sử dụng các hàng để tính toán Và tất cả các thao tác cần ghi nhớ của các bài thực hành 1, 2, 3 tuần trước cô đã nói về nội dung chi tiết của những bài này rồi nên tuần này cô sẽ không nói lại nữa cô sẽ tập trung vào sửa cái phần ôn tập kiểm tra tuần trước đã cho em làm Thì tuần sau là tuần kiểm tra nên sẽ không có video nên cô sẽ nhắc em những phần cần lưu ý khi em làm bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên là link link sẽ được gửi trên trang web lớp học và gửi trên zalo gửi trên zalo sẽ chậm hơn trang web lớp học một chút Thứ hai, khi em mở link lên em phải kiểm tra xem tiêu đề ghi gì Có phải là ghi kiểm tra giữa học kỳ hay không Hay là ghi một cái phần nội dung khác hay là ghi ôn tập Tại vì có một số bạn nhờ bạn của mình copy link cho mình Thấy những bạn đó sẽ sơ xuất copy nhầm link của những tuần trước Thì em nên kiểm tra cái tiêu đề xem có đúng là mình đang làm cái bài kiểm tra giữa học kỳ hay không nếu không thì em phải nhờ bạn gửi lại cho mình hoặc lên trực tiếp trang web lớp học hoặc là lên Zalo để lấy link lại. Và trên tiêu đề cũng sẽ để thời gian để kết thúc bài làm. Em nhớ để ý thời gian kết thúc bài làm. Nhiều em không để ý thời gian kết thúc, đợi đến hết giờ rồi gửi bài làm. Thì đến lúc đó cô sẽ không nhận được bài và em sẽ phải làm một cái bài khác với một cái đề khác. Tiếp theo là bài lớp lớp thì em chọn đúng lớp của mình đừng chọn nhầm lớp họ tên em điền đầy đủ họ tên của mình điền họ tên có dấu danh số em điền danh số theo Viet school. em đừng điền danh số theo số thứ tự trên trang web lớp học hai cái trang này nó lệch nhau về số nếu mà em điền trên trang web lớp học thì cô rất dễ vô nhầm điểm của em nên em hãy điền theo Viet school. Cuối cùng là khi làm bài xong nhớ bấm nút gửi Em bấm nút gửi thì mới hoàn thành bài làm của mình Còn em không bấm nút gửi là mất hết bài làm Những câu dạng như hỏi em cách viết công thức từ địa chỉ ô hoặc là chuyển đổi công thức hoặc là cho biết kết quả Thì những câu này khi làm bài kiểm tra có thể sẽ thay đổi những con số này Những giá trị trong ô tính hoặc là các địa chỉ ô sẽ được thay đổi Do đó em cần biết cách làm Học y chang đề cương mà em không biết cách làm Thì khi mà đề bài đổi số Thì em sẽ không biết được cái kết quả đúng của nó là bao nhiêu Đó là những điểm em cần lưu ý khi làm bài kiểm tra giữa học kỳ Sau đây cô sẽ sửa phần ôn tập của tuần trước Sửa ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Vì số lượng câu hỏi rất nhiều Nên những câu nào thuần về lý thuyết Cô sẽ chỉ đọc đáp án Đầu tiên bài 1 theo em trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là phát biểu đúng về chương trình bản tính câu đúng là chương trình bản tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bản thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bản tiếp theo theo em chương trình bản tính là gì câu đúng là chương trình bản tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bản chương trình bản tính là phần mềm được thiết kế dùng để làm gì chương trình bản tính giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bản thực hiện tính toán xây dựng biểu đồ tức là tất cả các câu trên đều đúng ta chọn đáp án này câu tiếp theo chương trình bản tính là chương trình dùng để tính toán vẽ đồ thị và trình bày thông tin dưới dạng bản chính là câu này một trang tính trong chương trình bản tính là gì là một phần của bản tính là miền làm việc chính của bản tính gồm các cột và các hàng ba ý này đều đúng nên ta chọn cả ba phương án trên Giao của một cột và một hàng được gọi là gì? Cái này cũng thuần lý thuyết gọi là ô tính Tên của một trang tính trong Excel được mặc định là Trang tính sẽ được mặc định là ship 1, ship 2, ship 3 Em cho biết mỗi ô trên trang tính có thể chứa Mỗi ô trên trang tính em có thể chứa số, ký tự và công thức Tức là câu này Em cho biết các cột trong trang tính được đánh thứ tự như thế nào? các cột sẽ được đánh thứ tự từ trái qua phải bằng bảng chữ cái abc ta chọn câu này thành công thức có chức năng gì thành công thức có chức năng nhập dữ liệu hoặc công thức trong ô tính hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính hiển thị nội dung của ô đang được nhập tất cả ba câu này đều đúng ta chọn câu cuối tất cả các chức năng trên các thành phần đặc trưng trong chương trình bản tính gồm những gì thành phần đặc trưng trong chương trình bản tính tức là chỉ có excel mới có còn word sẽ không có thì em sẽ có trang tính, thành công thức, giải lệnh formula và data. Câu tiếp theo, liệt kê các thành phần có trên màn hình của Excel nhưng không có trên màn hình của Word. Ở đây chúng ta có trang tính, thành công thức, có giải lệnh formula và data giống như câu trên. Hai câu này giống nhau, khi ra đề kiểm tra sẽ chỉ ra một trong hai câu. Tiếp theo, nhập dữ liệu và ô tính, em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau đây? Để nhập dữ liệu em sẽ chọn ô cần nhập, nhập dữ liệu và nhấn Enter, chính là câu này. Để thực hiện sửa dữ liệu trong ô tính, em thực hiện các thao tác nào trong các thao tác sau đây? Để sửa dữ liệu, em sẽ chọn ô cần sửa dữ liệu Sửa dữ liệu trên thanh công thức và nhấn Enter Là câu số 3 này Những câu này chỉ là phần lý thuyết nên cô sẽ không giải thích nhiều Câu tiếp theo Cách nào sau đây là sai khi di chuyển trên trang tính? Thanh công thức Em không thể dùng thanh công thức để di chuyển trên trang tính Câu này sai Thanh công thức chỉ để nhập hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính thôi Câu tiếp theo Ô đang được chọn là ô A1 Vậy để chọn ô tiếp theo là ô B1 nhanh nhất Em sử dụng cách nào sau đây Sử dụng chuột và cách thanh cuộn Các cách có tốc độ như nhau Không có cách nào nhanh nhất Sử dụng bốn phím mũi tên Sử dụng hộp tên Cách nhanh nhất là sử dụng bốn phím mũi tên Ở đây cô sẽ minh họa cho em thấy Cô có bản tính Excel Bây giờ đây cô đang ở ô A1 Bây giờ cô qua ô B1 Cô sẽ nhấn phím mũi tên Bây giờ cô sẽ thử những cách mà lúc nãy không chọn Đầu tiên là học tên Bây giờ chọn OB1 bằng cách chọn hợp tên rồi nhấn B1 Đây. Tiếp theo sử dụng chuột và các thanh cuộn Bây giờ con chó chuột đang ở đây Cô sẽ chọn OB1 Bấm lên đây Bây giờ em đã biết hai ô liền kề nhau thì em sử dụng phím mũi tên là nhanh nhất Còn em sử dụng chuột có thể là do thói quen của em thôi Nhưng về tốc độ thì sử dụng bốn phím mũi tên là nhanh nhất Chúng ta qua câu tiếp theo Ô đang được chọn là ô A1 Vậy để chọn ô tiếp theo là ô A500 nhanh nhất Em sử dụng cách nào trong các cách sau đây Cách nhanh nhất chính là sử dụng hộp tên Bây giờ cô sẽ minh họa cho em tại sao Sử dụng chuột và cách thanh cuộn Sử dụng 4 phím mũi tên là không nhanh Các cách có tốc độ như nhau là sai Bây giờ cô sẽ minh họa cho em thấy Ở đây chúng ta chọn hộp tên nên cô sẽ sử dụng chuột và các thanh cuộn cho em thấy trước Chúng ta đang ở ô A1 bây giờ tới ô A500 Sử dụng chuột và cách thanh cuộn Rồi, cô đã tới được OA500 Rồi, bây giờ cô sẽ quay về A1 Tiếp theo, sử dụng 4 phía mũi tên Bây giờ cô quay về A1 lại Tiếp theo sử dụng hộp tên Nhìn kết quả này em cũng biết là sử dụng hộp tên sẽ nhanh hơn Những ô nào càng xa em sử dụng hộp tên sẽ nhanh hơn Em sử dụng chuột và sử dụng bàn phím Tiếp theo Em có thể gõ chữ vị trong Excel hay không? Gõ được chữ vị trong Excel vì có phần mềm hỗ trợ như Unicase Em hãy chọn thao tác thực hiện lưu bản tính Lưu bản tính chúng ta sẽ chọn File-Cell Em hãy chọn thao tác thực hiện lưu bản tính với tên khác Lưu bản tính với tên khác là file cell Em chọn thao tác để thoát khỏi Excel Để thoát khỏi Excel em sẽ chọn File, Load Em hãy chọn biểu tượng của Microsoft Excel trong các biểu tượng sau đây Câu này là dễ nhất Câu này từ bài số 1 cô đã cho em thấy biểu tượng của Excel các bạn thường xuyên tập hành cũng sẽ nhìn thấy được cái biểu tượng đó Còn nếu bạn nào làm trên tập mà quên bài 1 rồi Thì em cứ nhìn vô cái tên của chương trình là Excel Thì em kiếm cái chữ viết tắt nào tương ứng Thì ở đây chỉ có chữ X là tương ứng thôi Em sẽ chọn cái này Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp bài số 2 Em hãy chọn thao tác để mở bản tính mới Mở bản tính mới là file new Em hãy chọn thao tác để mở bản tính có sẵn Mở bản tính có sẵn tức là bản tính đã lưu trước đó file open Theo em trong các phát biểu sau đây Phát biểu nào là phát biểu đúng về bản tính Bản tính có thể có nhiều trang tính Trang tính có tên là mặc định ship 1, ship 2, sheet 3 Chính là câu này Khi một ô đang được kích hoạt Trên thanh công thức hiển thị gì? Hiển thị nội dung hoặc công thức của ô Hợp tên được dùng để hiển thị gì? Hiển thị địa chỉ của ô đang được chọn. Hợp tên cho biết thông tin gì? Địa chỉ của ô tính đang được chọn. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về khối? Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Đâu là địa chỉ khối đúng? Địa chỉ khối đúng là A12. A5. Phần địa chỉ khối ở lý thuyết cô đã nói. Địa chỉ khối là địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó ở giữa sẽ là dấu hai chấm. Ô đầu tiên của khối A1, A5 sẽ là ô A1 và ô cuối cùng là ô A5. Nên đây là địa chỉ đúng. Nếu mà em chọn địa chỉ khối A5, 2 chấm A1 sẽ sai về quy định về địa chỉ khối của Excel. Câu tiếp theo. Trang tính có thể chứa kiểu dữ liệu nào sau đây? Trang tính có thể chứa dữ liệu số và dữ liệu ký tự. Ở đây là chọn tất cả đều đúng. Dữ liệu nào sau đây không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau đây Ngày 9 trừ 485 một dãy số Cuối cùng là cả ba đáp án trên Và dữ liệu không phải là dữ liệu số trong ba đáp án này là ngày 9 Có chữ ngày vào thì sẽ không thể nào là số Số thì chỉ có số thôi Trừ 485 là số âm Còn ở đây là một dãy số bình thường Tiếp theo Em cho biết địa chỉ ô khối của các ô tính đang lựa chọn trong hình dưới đây Những câu như thế này cô đã sửa rất là nhiều lần rồi Nên bây giờ cô chỉ nói sơ qua về cái đáp án đúng thôi Khối đầu tiên A3 2.A6 Em tìm khối A3 A6 thì A3 2.A6 Là chỉ có hàng này là đúng Địa chỉ khối là dấu 2 chấm ở đây là dấu ba chấm là sai Và địa chỉ khối là ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó Thì không thể nào ghi là 3A với 6A Câu này cũng sai Ở đây người ta có chọn khối nữa Nên nếu mà liệt kê hết tất cả các ô ra cũng sai Khối đầu tiên là A3, A6 Tiếp theo là OB1, C3, D4, C6, E5, E6, 2 Cuối cùng A8, F8 là hàng cuối cùng này Câu tiếp theo Hãy cho biết địa chỉ ô khối của ô tính đang được chọn trong hình dưới đây. Câu này ban đầu cô để sai đáp án, dẫn tới là không có bất kỳ một cái đáp án nào đúng hết. Về sau cô đã sửa lại. Khối đầu tiên của câu này là A3, B4. Đây, em chọn A3, B4 vào đây. Và những câu này sẽ là sai hết. Tiếp theo là sẽ có C2. Đây là chọn một khối và một ô kế tiếp nhau. Tiếp theo là E3, E5, tiếp F1, G4. Cuối cùng là A7, G8. Câu tiếp theo. Nhập công thức vào ô tính, em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau đây? Thứ nhập công thức. Bước 1, chọn ô cần nhập. Bước 2, gõ dấu bằng. Bước 3, nhập công thức. Bước 4, nhấn Enter. Em hãy cho biết địa chỉ ô khối của các ô tính đang được chọn trong hình dưới đây. Ô đầu tiên F2, cả 4 câu đều có F2. Tiếp theo, khối F4H4. Chỉ có hàng này là có khối F4H4, em chọn này. Tiếp theo sẽ là H1, I2, K1, K5. Trong Excel, ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn lề như thế nào? Dữ liệu số được căn lề phải Trong Excel, ở chế độ ngầm định, dữ liệu ký tự được căn lề nào? Dữ liệu ký tự được căn lề trái Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu số? Dữ liệu số ở đây chỉ có 9.8 Ở đây cô nhắc lại một lần nữa Đối với lý thuyết, số thập phân sẽ được phân cách là dấu chấm trong Excel Còn dấu phẩy sẽ được hiểu là dữ liệu ký tự Để chọn một ô, em đặt hiện thao tác nào sau đây? để chọn một ô đưa con giỏ chuột tới ô đó và nháy chuột để chọn một cột em thực hiện thao tác ở sau đây nháy chuột tại nút tên cột những câu này rất dễ em chỉ cần nhìn lên câu hỏi là biết câu trả lời ở đây chọn một cột thì đương nhiên là nháy chuột tại nút tên cột tương tự như vậy để chọn một hàng em thực hiện thao tác nào sau đây để chọn một hàng nháy chuột tại nút tên hàng để chọn một khối em thực hiện thao tác nào sau đây kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện Bài số 3. Nếu trong một ô tính xuất hiện các ký tự thân, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị cái chữ số. Em chọn đáp án này. Câu tiếp theo. Cho ô A3 bằng 39, C3 bằng 60, E3 bằng 100. Ô B4 được tính bằng công thức bằng E3 trừ C3 cộng A3. Đúng không ạ? Mũ 2. Kết quả của B4 là ở đây cô sẽ mở Excel và nhập số cho em thấy công thức. A3 bằng 39, C3 bằng 60, E3 bằng 100. OB4 bằng E3 trừ C3 cộng A3 tất cả mũ 2 Kết quả bằng 6241 Chính là đáp án này Đâu là công thức đúng trong các công thức sau đây Công thức đúng là bằng 8 cộng 9 3 công thức này sai vì công thức này thiếu dấu bằng Công thức này sai vị trí dấu bằng Công thức này sai dấu mũi tên Câu tiếp theo Khi nhập công thức vào ô tính em nhập dấu gì trước Em nhập dấu bằng trước để nhập công thức vào ô tính, em thực hiện thao tác nào sau đây? Để nhập công thức, bước 1 chọn ô cần nhập, bước 2 gọi dấu bằng, bước 3 nhập công thức, bước 4 nhấn Enter. Chính là câu này. Trong các ký hiệu nào sau đây là ký hiệu của phép cộng trừ nhân chia trong Excel? Cộng trừ là dấu bình thường, dấu cộng trừ bình thường. Dấu nhân, dấu nhân trong Excel sẽ là dấu hoa thị, tức là dấu sao. Dấu chia là dấu xuyệt, là dấu xuyệt bên này. Công thức này đúng. Giả sử cần tính tổng giá trị của OC1 và A1 sau đó nhân với giá trị của OB1 công thức nào sau đây là đúng? Công thức đầu tiên sai vì ở đây thiếu dấu nhân, Excel sẽ không có hiểu đây là dấu nhân. Em phải ghi dấu nhân ra. công thức thứ hai sai. Vì đề bài yêu cầu là A1 cộng C1 xong rồi mới nhân cho B1 tức là thiếu hai cái dấu ngoặc. Câu thứ ba đúng. đầy đủ các dấu có dấu bằng, dấu ngoặc và có dấu nhân. Câu thứ tư sai vì thiếu dấu bằng ở phía trước. Cho giá trị OA1 bằng 5, B1 bằng 8, hãy chọn kết quả của công thức. A1 x 2 cộng B1 x 3. Ở đây cô sẽ mở xe lên cho em thấy. A1 bằng 5, B1 bằng 8. Bây giờ cô sẽ chọn một ô bất kỳ để gọi công thức vào. Kết quả bằng 34, em sẽ chọn câu này. Câu tiếp theo, cho giá trị ô A5 bằng 5, B5 bằng 8, C5 bằng 3. Hãy chọn kết quả của công thức A5 trừ C5 tất cả nhân 3. Cô sẽ mở sao lên cho em nhìn thấy. A5 bằng 5, B5 bằng 8, C5 bằng 3. Công thức cô sẽ gọi vào một ô bất kỳ, cô chọn ô E. Kết quả ra 6. Cô mở sao lên để kiểm chứng kết quả cho em. Còn bình thường em không có thời gian để mở Excel lên Thì em có thể cầm máy tính Thế những cái địa chỉ ô này bằng số vô Ví dụ A1 x 2 A1 ở đây cái giá trị là 5 Thì em sẽ dùng là 5 x 2 Cộng B1 x 3 B1 là 8 Người ta cho là 8 Thì em sẽ thế vô là 8 x 3 Em sẽ có là 5 x 2 Cộng 8 x 3 Tất cả sẽ ra là 34 Tương tự câu bên dưới cũng vậy A5 A5 ở đây là bằng 5. C5. C5 ở đây là bằng 3 và nhân 3 bình thường. Còn B5 không có trong công thức thì em không cần quan tâm. A5 trừ C5 tất, tất là 5 trừ 3 bằng 2 và nhân cho 3 chính là 6. Em có thể tính bình thường, em không nhất thiết phải mở Excel lên để tính. Rồi tiếp theo, biểu thức toán học sau đây sau khi chuyển đổi sang công thức Excel sẽ thành biểu thức nào? 3 phần 8 9 phần 10. Phân số chính là một phép chia, 3 phần 8 sẽ là 3 chia 8. Và ký hiệu của Excel sẽ là 3 sẽ 8, chính là đáp án này. Trừ 9 phần 10 là 9 chia 10, tức là 9 10. Đây là công thức đúng. Em không sử dụng dấu 2 chấm trong phép chia. Và những cái này là sai. Biểu thức toán học 7 chia 5 trừ 3 nhân 9 cộng 7 sau khi chuyển sang biểu thức Excel sẽ làm biểu thức nào? Người ta chỉ yêu cầu em chuyển sang biểu thức Excel, không yêu cầu em cộng trừ nhân chia Nên không có một cái đáp án nào là kết quả trong đây Đầu tiên 7 chia 5 tức là 7 x 5 Ở đây em có 3 đáp án này, hai đáp án trên và 1 đáp án dưới là 7 xuyệt 5 Tiếp theo trừ 3, trừ 3 đúng hết Nhân mở hoặc 9 cộng 7 em có dấu nhân là dấu sao 3 mũ là sai ở đây không sử dụng bất kỳ dấu nhân hay ký hiệu nào khác, cái này là sai. Em nhớ là Excel không có hiểu cách viết của toán học. Câu tiếp theo, hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây. Ký hiệu dùng để thực hiện tính toán trong Excel giống với ký hiệu toán học, không có ký hiệu nào khác nhau. Câu này sai. Excel chỉ nhận dấu ngoặc đơn, không nhận dấu ngoặc vuông, dấu ngoặc nhọn. Câu này đúng. Em không thể sử dụng địa chỉ ô khối để thực hiện tính toán trong Excel Câu này sai Nãy giờ là đã sử dụng rất nhiều địa chỉ ô khối rồi Các hàm trong Excel không thể thực hiện tính toán được Câu này cũng sai Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 4 Bài 4 Em hãy chọn đâu là phát biểu đúng về hàm trong chương trình bản tính Phần này em học thuộc lý thuyết Trong chương trình bản tính Hàm là công thức được định nghĩa từ trước Trong chương trình bản tính có công cụ Để thực hiện tính toán với công thức được định nghĩa từ trước Công cụ đó là gì? Đó là hàm Hàm được dùng để xác định giá trị lớn nhất là hàm gì? Là hàm max. Hàm được dùng để xác định giá trị nhỏ nhất là hàm min. Hàm được dùng để tính trung bình cộng là hàm average. Hàm sum có chức năng gì? Hàm sum dùng để tính tổng. Hàm average có chức năng gì? Hàm average có chức năng tính trung bình cộng. Để tính tổng giá trị cho OC2 và D2 ta làm như thế nào? Đầu tiên, average C2, D2, câu này sai. Average là để tính trung bình cộng nên không thể nào sử dụng tính tổng được. Thứ hai bằng sum C2 cộng D2 cũng sai, sai về cú pháp hàm. Trong hàm em chỉ ghi dấu phẩy để phân cách các địa chỉ ô hoặc các số, hoặc em ghi dấu hai chấm để phân cách của địa chỉ khối. Câu này đúng. Câu này dùng hàm sai và cấu trúc hàm bên trong cũng sai. Tiếp theo để tính giá trị trung bình của ô A1 B1 C1 cách tính nào sau đây là đúng? Câu này có rất nhiều bạn sai. Đa số là các bạn chọn đáp án này. Nhưng mà đáp án này sai. Về hàm thì đã sử dụng đúng hàm. A và, A. và bên trong dấu ngoặc ghi a1, b1, c1. Thì phần này không có gì sai, nhưng sai ở đoạn tên hàm và dấu mở ngoặc. Trong lý thuyết có một câu giữa tên hàm và dấu mở ngoặc không được có bất kỳ ký hiệu nào khác và cũng không được có khoảng cách. Nên câu này sai về cấu trúc hàm. A1 cộng B1 cộng C1 tất cả chia 3. Đây là công thức tính giá trị trung bình bình thường và công thức này không có gì sai hết nên sẽ chọn công thức này. Phía bên dưới sử dụng hàm sum là sai. Bên dưới là sai hàm và sai cả cú pháp của hàm vì có dấu cộng bên trong. Để tính điểm trung bình của OG4 thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng. Đây là OG4, tính điểm trung bình của OG4 là sẽ cộng cho C4, D4, E4 và F4 lại. Và hàm để tính điểm trung bình là sử dụng hàm Avray có bốn hàm này được gọi Average Đáp án đầu tiên Average 10D4 2.F5 Ngay đáp án đầu tiên là em có thể thấy sai 10 là của C4 là đúng Tiếp theo là D4 D4 phải 2.F4 Tại vì em đang tính điểm trung bình ở hàng 4 Mở đây tới F5 nên sai Nên ta chọn đáp án này Bây giờ cô sẽ giải thích ba cái đáp án phía sau về sao nó đúng Avogay C48 E4 2.F4 C4 C4 là OC4 đúng tiếp theo sẽ là D4 nhưng ở đây người ta không ghi D4 mà người ta ghi 8 vẫn đúng tại vì đó là giá trị tại OD4 E4 F4 E4 F4 nằm liền kề nhau có thể tạo thành một khối nên ghi là E4 2.F4 tức là khối E4 F4 nên con này không bị sai Tiếp theo là Avogay C4 2.F4 Đây là địa chỉ khối từ OC4 cho tới OF4 Câu này Đúng. Abagay C4, D4, E4, F4. Câu này thay vì ghi địa chỉ khối giống như phía trên thì ở đây người ta sẽ ghi địa chỉ của tầng ô. Và em để ý là mỗi lần người ta ghi địa chỉ của tầng ô người ta ghi dấu phẩy chứ không phải là dấu hai chấm. Và tiếp theo giả sử cần tính tổng giá trị trong ô B2, C2 và D2, cách viết nào sau đây là đúng? Em muốn tính tổng giá trị, một là em sử dụng công thức bình thường, hai là em sử dụng hàm sum. Ở đây C2 chia D2 chia B2 sai. Ở đây sử dụng hàm mắc cũng sai. Ở đây sử dụng hàm sum đúng rồi nhưng mà sai cú pháp hàm phía bên trong là là dấu cộng. Câu cuối B2 2 chấm D2. Đây là khối B2 tới D2. Câu này đúng. Mỗi hàm trong Excel có bao nhiêu phần? Mỗi hàm trong Excel có hai phần tên hàm và các biến của hàm. Để nhập hàm vào ô tính em thực hiện như thế nào? Để nhập hàm vào ô tính bước 1 chọn cần nhập bước 2 và dấu bằng bước 3 nhập hàm theo đúng cú pháp bước 4 nhấn enter là câu này. Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Đầu tiên bằng sum chấm mẫu ngoặc 5a3b1. Câu này sai. Câu này sai vì giữa tên hàm và dấu mở ngoặc có dấu chấm. Câu tiếp theo theo bằng dấu cách xâm, câu này đúng câu tiếp theo câu này hoàn toàn đúng không có lỗi sai nào hết em có thể ghi tên hàm bằng chữ thường hoặc chữ in hoa câu cuối cùng giả sử trong các ô có a 1 bằng trừ bốn b 1 bằng ba hãy cho biết kết quả của các công thức tính bằng sum A1, B1, B1. Câu này cô cũng sẽ mở Excel lên. Nhưng mà cô sẽ ghi công thức bình thường để tính phần này. Công thức đề cho là bằng sum. Sum là hàm tính tổng. Nên em sẽ cộng hết tất cả con số này lại. Sum A1, A1 tức là bằng trừ 4. Trên đây đề đã cho trừ 4. Tiếp theo B1. Vì là hàm sum nên sẽ là cộng. B1 bằng 3. Nên cộng 3. Tiếp theo B1 nữa thì sẽ tiếp tục cộng nữa cộng 3 tiếp do B1 bằng 3 tiếp. Kết quả là bằng 2. Khi làm bài xong thì em sẽ bấm nút gửi. Nhận giờ em nhớ làm bài ôn tập và chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1. Bài học đến đây kết thúc. Chúc các em học tốt.